Đây là nhân vật chính, để quay nhân vật chính nhiều chút nha cả nhà. cô dâu năm nay là 21 tuổi đó cả nhà. Có vậy có chồng cũng ở gần đây nè, ở khu vực Cù Lao luôn. Là gì đi muốn khóc nè, nhớ nhà không? Chuẩn bị tinh thần là đi khúc đưa dâu này nha. Khóc rồi khóc như mưa luôn á. Hồi đó giờ ở nhà với mẹ không, đâu có gì đâu, là làm sao không tiền? Cũng có đi làm thời gian cái đi á, kiểu như đi rồi không có ai ở nhà, nghỉ nhà cho mẹ đi ghe đó. Ừ. Cho đi về. Ừ. Về. À. Ở nhà tới giờ luôn ha. Đi được bao lâu? Hơn nửa tháng rồi về rồi. Rồi đi thành phố hay đi đâu? À vậy hả, anh làm gần đây hả? Ôi buổi lên xanh đâu. Hồi tới nghe mở nhạc đồ hình như là ca hát nhảy đồ dữ lắm phải không, nghe ị xèo hả? Bờ luôn á. Ừ. Xong rồi cái ông này đổ trời mưa tối, xong rồi cái nhà công nó thôi thì sẽ không làm luôn. Bây giờ ấy ức lo hết. Tính là thức tới bằng bò luôn ha. Dạ. Là muốn nhận nhà của ai vậy? Anh Hiếu hả? À. Ông Tư nè. Rước dù bên đây đang quay đám cưới của đứa cháu con của người anh ở người anh cũng thân quen ở xóm vậy đó. Quay tập tiếp theo nha cả nhà, ở nhà đón xem video trước ủng hộ cả nhà. Mấy bạn nhỏ hơi đông ha. Cháu ngoại của chị ha. Ừ, cháu ngoại ạ. À, mấy tháng rồi chị? 3 tháng rồi. À. Ngáp rồi, buồn ngủ rồi. Đây chở mấy bao vậy ngay. Này trời, nãy giờ mới thấy mẹ của cô dâu nè. Nãy giờ mới đi đâu không thấy. Mẹ cô dâu còn trẻ măng à cả nhà. Ngày nó bự vậy đó hả? Ủa chế nước cho nha. Quá trời em nhỏ luôn. Còn bao nữa. Xuống dưới đây coi bà Út ướp đồ ăn nha. Bà Út ướp tái cả nhà. Lột cái da của cái đậu bò xong mình trẻ hơi mệt hả cô ha, nạ nó cứng lắm. Mấy ông mình ông đợi cho mấy ông làm á, mấy bà không làm nổi. Bé cũng được mấy chế với ăn đồ mấy người ở nhà làm lần đây rồi có lên nào cháu. Mẹ đâu hả? Ủa trời ơi, trời ơi, nãy giờ có thấy đâu. Ủa ba con hả? Ba con cậu em
Ủa vậy hả? Trời ơi, chị có biết là nãy giờ có thể thấy Tuân đâu? Em làm gì vậy? Nấu gì vậy? Lúc em chiên nấm nè, nãy giờ chị quay quay rồi em không có kêu chị được. À. Chị ra đây lâu chưa? Chị mới tới hồi nãy. Chiên nấm này làm gì ta? Nấu bột kho. À. Nấm mà tôm cô ha. Dạ. Có mẹ đi không? Ừ, chắc chiều mẹ mới ra. Ừ. Ủa bà con ruột luôn hả Trăng? Cậu Tư là con cậu với mẹ em. Cậu Tư nào? Ủa cậu Tư Hòn á, là chú bác với mẹ em. Chú bác ruột. Ủa vậy hả? Ừ. Chú bác ruột hả? Ừ. Là ông ba của cậu Tư là chị. Em tướng nãy giờ ba của cậu Tư là thứ 8, còn ông ngoại em thứ 1. Ủa vậy hả? Trời ơi. Dạ chị mới biết luôn á. À, đâu có biết đâu. Vậy là bà con ruột bên ông Bảy ha. Không có ruột gì không? Đâu có ruột gì không? Chú bắt ruột. Còn không? Không hề gì vậy đen thôi chứ mẹ. Dạ. Không biết cái đâu. Bà về đến đâu? Mới mấy giờ là rước dâu chị? 8 giờ. 8 giờ nha. Để đâu còn nhớ không? Ai biết ở đâu? Chị vậy? Biết nhiều quá. Vậy lấy xong đó làm trọng cho. Ngoài đây là giường của ai à? Gì gì Trang? Hả? Ngoài đó giường của ai? Giường của ai? Mẹ nói giường của ai mẹ? Giờ tới 400 mấy. Ủa? Giường của Quỳnh Hương ở đây luôn hả ta? Lâu quá không chưa ra đây hả? Lạ quá. Dạ. Cũng mày. Tiền bạc gì đâu thì cũng được sống hả? Đứa nào vậy ta hả? Sao thấy còn sao? Đẹp. Quá đẹp. Quá đẹp. Đẹp thiệt luôn mà. Đẹp thiệt luôn em. Vô bao lâu? 5 năm. Vô quá chất 5 năm luôn. Ừ, 5 năm. 5 năm là 16 kỳ. Dạ. Rồi. Bây giờ sao rồi? Cái gì đó cái hạt mà ô kêu là u ác đúng không? Nó nhiều dài nãy thôi phải không? Ừ, hết luôn rồi, có nhiều dài đó hả? Có lấy cổ chưa ạ? Bà nói đại bà. Ô dài dẫu nước Nam mà phim hả? Ừ, nước Nam, nước Tây, nói chung là mình uống mình hoang tử ra vậy đó. Mà gì hết là nhờ vô quá chất hay là nhờ uống nước Nam? Ta cũng biết là làm tùm lum hết trơn. Tùm lum đâu biết không? Ừ. Nước Nam quá chất. Nói chung là nước Nam nè. Bắc nè, nước Tây nè. Vậy hả? Nước Bắc, nước Tây, nước Nam tùm lum hết. Nước Nam mà tao bài uống gì? Mình uống cái xíu thuốc, mình uống con chùa. Thuốc trong chùa hả? Ừ, trong chùa. Chùa thành phố hả? Chùa gì vậy, nhớ tên không? Minh Tự. Ngô gì? Hưng Minh Tự hả? Ở quận mấy? Ở Phú Lâm hả? Phú Lâm, ngay cầu Phú Lâm đi xuống một chút. Phú Lâm quận 6 không? Ở đây đây, gói cho mía luôn nè. Chùa Hưng Minh Tự. Cái đó là Phú Sam hay Thuốc Bắc? Nam, đó là từ thiện. Mấy anh mình cũng bỏ đi mình đi. Dạ. Có cây gì đó mình thấy mình uống rồi đó. Dạ. Mình đem cho. Bây giờ cũng còn uống luôn ha. Uống hoài. Nhưng mà giờ thấy sức khỏe ha, ổn chưa? Ổn hết mấy phần rồi? Ổn được. Ổn
bảy phần ha. Vậy cũng được rồi. Rồi bị cái đó mà gì khỏe được là mừng cho gì á. Con nghe hồi lần con nghe mẹ nói luôn đó, trời ơi. Con không ngờ luôn á. Vì nay nhiêu tuổi rồi? 45 hả? 42 hả? Ủa mà mình ta chẩn đoán là nói gì bị cái gì? Cái gì khối u để trong cái bác sĩ để mà chắc mình đâu có biết tử mình đọc thì mình chỉ đọc được là khối u gì đó. Cái gì thạch. Cậu để viết tắt đó. Không nằm nữa được mà nằm sắt thôi, không thôi. Vô quá chết là mệt lắm á, đau ha. Mấy bà định nấu ăn sắc đồ ăn từ sớm giờ nè. Đỏ khớp đang làm mấy nha, làm nước chấm nha. Đang về quê mẹ con ở Vĩnh Linh Vĩnh Long từ bữa giờ cả nhà. Con về cũng cả tháng rồi đó. Thì sẵn dịp bữa nay đám cưới thì mẹ con cũng có được mời tại ở sớm cũng bà con vậy đó. Thì mẹ con nói thôi mày đi phép ra đi, rồi sẵn lên con quay luôn. Ở đây là Cù Lao Dài, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long nha cả nhà. Miền Tây sông nước. Nhưng mà nhà của cô dâu ở đây là khúc mầm ở ngoài ruộng, còn nhà con ở khúc ở trong lộ. Mấy bạn nhỏ này. Bác ba. Bà nội của cô dâu. Nơi phòng thờ của nhà cô dâu. Đây là ba cô dâu con trai đây. Sớm giờ mới thấy. Dài qua đây chơi nha cả nhà. Nhà bên đây là nhà cô dâu, còn bên đây là nhà của anh chị gì của cô dâu. Trời ơi, có cái cây ớt quá trời đã luôn cả nhà. Ớt bún, ớt khỉ ở quê nữa. Nó chín nó đỏ tươi. Chỗ này là chỗ cái quầy xe lỗi của chị nè. Xe lỗi lát á cả nhà, có cái máy xe lỗi lát, có chỗ ngồi nè. Lát nè. Vòng vòng qua đây chơi. Để quay trong đó nấu ăn hoài thì mọi người coi cũng thấy ngán. Quay thay đổi. Đi vòng vòng cái cảnh quan bên ngoài. Đây là hai ba cái bàn xe lỗi luôn nè cả nhà. Xây hẳn một cái nhà xe lỗi riêng để tận dụng để củi nữa nè, đó để lá dừa rồi nè. Ngồi đây mát á chứ. Cái lợp lá thấy nó không có hốc, mà đứng đây thấy mát ghê. Với lại thời tiết của này là không có nắng lắm. Bây giờ là 8 giờ sáng rồi. Không có nóng, thấy cũng ui ui nè. Thấy không có nắng nóng nhiều. Đây không biết nhà của ai nữa, lâu quá người không có ra đây, mà cũng ít về quê á, mỗi năm mùa hè không có về nhà, về quê mẹ ở lâu. Hồi đó đám cưới ăn cũng nhẹ, cả nhà cũng che rạp vậy nè.
cũng tự bằng bò chứ không có đặt, không có đặt người ta làm sẵn, cũng không có đặt, không có đại nhà hàng ở quê mà. Quê là bằng bò rồi bằng heo rồi tự nấu ăn vậy đó. Nó hơi cực nhưng mà vui. Đi với mình với anh em thôi em nha. Cô dâu á, cô dâu mặc bộ đồ đen này. Dữ. Ba mẹ cô dâu cũng còn trẻ. Nãy cô dâu là 21 tuổi. Ba mẹ cô dâu cũng có tầm chừng 4 mấy. Phải chuyển mưa á cả nhà. Quá trời một cái da bò. Mấy cái này cái nồi bự gì nè đang luộc giụm bò đó cả nhà. Cái nồi quá trời bự. Gan bò lá mía. Rồi bà mình nhỏ thùng đồng lấy to đùng vậy. Cái này là ướp bò đặng xào cả nhà. Thay vì cưng bào mỏng thì cưng hả cháy. Bút cái này cưng bào mỏng nó ra cục cùng. Vậy là cái này cưng bào hơi bị dày đúng không? Mà cháy là hơi dày. Không biết nữa. Không có bào bị dày. Chứ không phải là bóp nó còn cứng. Dạ, bào bị dày, bào mỏng bóp nó mới nhuyễn. Bữa diễn tình bóp bóp nó nói cho sai. Sai chặt tỏi mà cái này. Có tỏi vô sai ngon. Sai cô được không? Sai giống như sai thật rồi. Không bỏ được sai rồi. Nó có mua loại tối sai. Tò cô em lấy nhiều chứ. Có 3 chị ngàn là còn lại 6 chị ngàn rồi. Ngoái, cô ơi. Mình cũng đâu làm gì tò gì đó. Mình sai tiêu, mình tỏi rồi sai. Tại cái lá mía này nó sao nó có hộp cầm á. Nó bỏ thì nó bỏ nhưng mà nó có hộp cầm á. Nó bị ấy nó bị bỏ đi. Tại nó bỏ. Không nó bỏ là cái khác nó còn cái hộp nè. Nó làm như hộp mè vậy. Nó có hộp.